tụng phẩm thứ nhì 25 vào lúc bấy giờ ở ba la nại có người con trai gia đình danh giá tên là gia xá gia xá là con trai nhà đại phú và có dốc chán mảnh mai chàng trai có ba tòa lâu đài một dành cho mùa lạnh một dành cho mùa nóng và một dành cho mùa mưa Dạo bốn tháng mùa mưa ở trong tòa lâu đài, chàng luôn được dây quanh bởi các nữ công tấu nhạc và không bước xuống phía dưới của tòa lâu đài. Khi ấy, trong lúc được phú cho, được thừa hưởng, được phục vụ bởi năm phần dục lạc, người con trai gia đình danh giá, gia xá đã nằm xuống ngủ trước, rồi sau đó đám hầu thiếp mới nằm xuống ngủ và cây đèn dầu thường được đốt thâu đêm. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá gia xá sau khi thức dậy trước đã nhìn thấy đám hầu thiếp của mình đang ngủ cây đàn ở khuỷu tay của nàng nọ cái trống con ở cổ của nàng kia cái trống ở đùi của nàng khác nàng nọ có đầu tóc sổ ra nàng kia nhiễu nước chảy các nàng khác thì nói lãm nhảm chàng nghĩ rằng bãi tha ma như đang ở đâu đây sau khi nhìn thấy chàng trai đã khởi lên sự chán nản và đã lập tâm từ bỏ. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá, gia xá đã thốt lên lời cảm thán rằng Thật là chán nản, thật là khổ sở. Sau đó, người con trai gia đình danh giá, gia xá đã mang vào đôi hài bằng vàng và đi đến cánh cửa lớn của dinh thự. Các phi nhân đã mở cánh cửa ra nghĩ rằng chớ có ai gây trở ngại đến việc rời nhà xuất gia sống không nhà của người con trai gia đình danh giá gia xá sau đó người con trai gia đình danh giá gia xá đã đi đến cổng thành phố các phi nhân đã mở cánh cửa ra nghĩ rằng chớ có ai gây trở ngại đến việc rời nhà xuất gia sống không nhà của người con trai gia đình danh giá gia xá sau đó người con trai gia đình danh giá gia xá đã đi đến lộc quyển chỗ giường nai. 26. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm đang đi kinh hành ở ngoài trời. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người con trai gia đình danh giá, gia xá từ đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, đã rời đường kinh hành và ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn khi ấy ở không xa đức thế tôn lắm người con trai gia đình danh giá gia xá đã thốt lên lời cảm thán rằng thật là chán nản thật là khổ sở khi ấy đức thế tôn đã nói với người con trai gia đình danh giá gia xá điều này này gia xá việc này không chán nản việc này không khổ sở này Gia Xá, hãy đến và ngồi xuống, ta sẽ thuyết giảng giáo pháp cho ngươi. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Gia Xá nghĩ rằng, Nghe nói việc này không chán nản, việc này không khổ sở, nên mừng rỡ phấn chấn, rồi đã cởi ra đôi hài bằng vàng và đi đến gần Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến người con trai gia đình danh giá gia xá đang ngồi một bên. Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự ô nhiễm hạ liệt tai hại của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của người con trai gia đình danh giá gia xá đã sẵn sàng dễ uống nắng, không còn chướng ngại hướng thượng tĩnh lặng ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư phật khai mở là khổ tập diệt đạo cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn tương tự như thế ngay tại chỗ ngồi ấy pháp nhãn không nhiễm bụi trần không vết nhơ đã sanh khởi đến người con trai gia đình danh giá gia xá điều gì có bản tánh được sanh lên Toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. 27. Sau đó, mẹ của người con trai gia đình danh giá gia xá đã đi lên tòa lâu đài và không thấy người con trai gia đình danh giá gia xá nên đã đi đến gặp người gia chủ đại phú. Sau khi đến, đã nói với người gia chủ đại phú điều này. Gia chủ ơi, không có nhìn thấy con trai ông là gia xá khi ấy người gia chủ đại phú đã phân công cho các sứ giả phi ngựa bốn phương còn chính bản thân đã đi đến lộc quyển chỗ giường hai người gia chủ đại phú đã nhìn thấy dấu vết in xuống đất của đôi hài bằng vàng nên đã đi theo dấu vết ấy đức thế tôn đã nhìn thấy người gia chủ đại phú từ đằng xa đang đi lại sau khi nhìn thấy đức thế tôn đã khởi ý điều này hay là ta nên thực hiện thần thông để cho người gia chủ đại phú ngồi ở đây không thể nhìn thấy người con trai gia đình danh giá gia xá đang ngồi ở đây rồi đức thế tôn đã thực hiện thần thông như thế ấy sau đó người gia chủ đại phú đã đi đến gần đức thế tôn sau khi đến đã nói với đức thế tôn điều này bạch ngài vậy chưa đức thế tôn có nhìn thấy người con trai gia đình danh giá gia xá không này gia chủ như thế thì ông hãy ngồi xuống đi có lẽ khi ông ngồi xuống ở đây ông có thể nhìn thấy người con trai gia đình danh giá gia xá đang ngồi ở đây khi ấy người gia chủ đại phú nghĩ rằng nghe nói khi ta ngồi xuống ở chính nơi đây ta sẽ nhìn thấy người con trai gia đình danh giá gia xá đang ngồi ở đây. Nên mừng rỡ phấn chấn rồi đã đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến người gia chủ đại phú đang ngồi một bên. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự ô nhiễm hạ liệt tai hại của các dục sự lợi ích của việc xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của người gia chủ đại phú đã sẵn sàng, dễ uống nắng, không còn chứng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng. Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng giống như tấm giải sạch chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu một cách toàn diện Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ, đã sanh khởi đến người gia chủ đại phú. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư không cần cần sự trợ duyên của người khác. Người gia chủ đại phú đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối, nghĩ rằng những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng tương tự như thế pháp đã được đức thế tôn giảng rõ bằng nhiều phương tiện bạch ngài con đây xin quy y đức thế tôn giáo pháp và hội chúng tỳ khưu xin đức thế tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã được quy y kể từ hôm nay cho đến trọn đời và ông ta đã trở thành vị Nam cư sĩ đọc ba câu đầu tiên ở thế gian. Quy y đức Thế Tôn, quy y giáo pháp và quy y hội chúng Tỳ Khưu. 28. Sau đó, khi đang được giảng giải giáo pháp và trong khi quán sát bản chất như đã được thấy, như đã được biết, tâm của người cha của người con trai gia đình danh giá gia xá đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc khi ấy đức thế tôn đã khởi ý điều này khi đang được giảng giải giáo pháp và trong khi quán sát bản chất như đã được thấy như đã được biết tâm của người cha của người con trai gia đình danh giá gia xá đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc còn người con trai gia đình danh giá gia xá không thể nào quay lui đời sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở tại gia hay là ta nên thu hồi sự thể hiện thần thông ấy sau đó đức thế tôn đã thu hồi sự thể hiện thần thông ấy người gia chủ đại phú đã nhìn thấy người con trai gia đình danh giá gia xá đang ngồi. Sau khi nhìn thấy, đã nói với người con trai gia đình danh giá gia xá điều này: "Này gia xá yêu quý, mẹ của con bị sầu khổ đã than giảng, hãy đem lại cho mẹ cuộc sống." Khi ấy, người con trai gia đình danh giá gia xá đã nhìn lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với người gia chủ đại phú điều này. Này gia chủ, ngươi nghĩ gì về việc ấy đối với người con trai gia đình danh giá gia xá? Cũng giống như việc ngươi đã nhìn thấy Pháp bằng trí của vị hữu học, bằng sự hiểu biết của vị hữu học. Chàng trai ấy, trong khi quan sát bản chất như đã được thấy, như đã được biết, tâm đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc này gia chủ có thể nào gia xá quay lui đời sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở tại gia hay không bạch ngài điều ấy không thể nào này gia chủ đối với người con trai gia đình danh giá gia xá cũng giống như việc ngươi đã nhìn thấy pháp bằng trí của vị hữu hồng bằng sự hiểu biết của vị hữu học chàng trai ấy trong khi quán sát bản chất như đã được thấy như đã được biết tâm đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc này gia chủ có thể nào gia xá quay lui đời sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở tại gia hay không bạch ngại điều ấy không thể nào này gia chủ đối với người con trai gia đình danh giá gia xá cũng giống như việc ngươi đã nhìn thấy pháp bằng trí của vị hữu học bằng sự hiểu biết của vị hữu học chàng trai ấy trong khi quán sát bản chất như đã được thấy như đã được biết tâm đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc này gia chủ gia xá không thể nào quay lui đời sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở tại gia. Bạch Ngài, thật là lợi ích cho người con trai gia đình danh giá gia xá. Thật khéo thành tựu cho người con trai gia đình danh giá gia xá. Như là việc tâm của người con trai gia đình danh giá gia xá đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Bạch Ngài, xin đức thế tôn nhận lời con về bữa thọ trai ngày mai cùng với người con trai gia đình danh giá gia xá làm sa môn thị giả đức thế tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng khi ấy người gia chủ đại phú hiểu được sự nhận lời của đức thế tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ đức thế tôn hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi sau đó, khi người gia chủ đại phú ra đi không lâu, người con trai gia đình danh giá gia xá đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng, Này tỳ khưu hãy đến, Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính điều ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có bảy vị A-la-hán, giúp sự xuất gia của gia xá. 29. Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y cầm y bát đi đến tư gia của người gia chủ đại phú cùng với đại đức gia xá làm sa môn thị giả sau khi đến đã ngồi xuống chỗ ngồi được sắp đặt sẵn khi ấy người mẹ và người vợ cũ thứ nhì của đại đức gia xá đã đi đến gặp đức thế tôn sau khi đến đã đảnh lễ đức thế tôn rồi ngồi xuống ở một bên đức thế tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến các người nữ ấy tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí bài thuyết về giới cấm bài thuyết về cõi trời sự ô nhiễm hạ liệt tai hại của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của các người nữ ấy đã sẵn sàng, dễ uống nắng, không còn chứng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng. Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng giống như tấm giải sạch chưa bị chết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn diện tương tự như thế ngay tại chỗ ngồi ấy pháp nhãn không nhiễm bụi trần không vết nhơ đã sanh khởi đến các người nữ ấy điều gì có bản tánh được sanh lên toàn bộ điều ấy đều có bản tánh ngoại diệt sau đó khi đã thấy được pháp đã thành tựu được pháp đã hiểu được pháp đã thấm nhuần pháp hoài nghi đã không còn sự lưỡng lự đã dứt hẳn đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên của người khác các người nữ ấy đã nói với đức thế tôn điều này bạch ngài thật là tuyệt vời bạch ngài thật là tuyệt vời bạch ngài giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại mở ra vật đã bị che kín chỉ đường cho kẻ lạc lối đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối nghĩ rằng những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng tương tự như thế pháp đã được đức thế tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện bạch ngài chúng con đây xin quy y đức thế tôn giáo pháp và hội chúng tỳ khưu xin đức thế tôn chấp nhận chúng con là các nữ cư sĩ đã được quy y kể từ hôm nay cho đến trọn đời và các người nữ ấy đã trở thành những nữ cư sĩ đọc ba câu đầu tiên ở thế gian quy y đức thế tôn quy y giáo pháp và quy y hội chúng tỳ khưu sau đó khi đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có đức phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm đến khi đức thế tôn đã thọ thực xong bàn tay đã rời khỏi bình bát người mẹ, người cha và người vợ cũ thứ nhì của Đại Đức Gia Xá đã ngồi xuống ở một bên. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho người mẹ, người cha và người vợ cũ thứ nhì của Đại Đức Gia Xá bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Đi. Đi.